Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn khán thính giả đã luôn quan tâm, đồng hành cùng kênh tin mới nhất. Trong bản tin về tình hình chính trị, an ninh trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua, ở những phút sắp tới sau đây. Đầu tiên sẽ là những tin chính. Thưa quý vị và các bạn, xả lũ không báo trước bất chấp tính mạng của người dân đã trở thành điều không hề xa lạ của chế độ Bắc Kinh. Vụ việc hầm Quảng Châu với nghi vấn hàng trăm ngàn người mất mạng bởi xả lũ không báo trước vừa xảy ra năm ngoái, bị chính quyền kiểm soát đánh chìm dư luận. Theo thời gian, dân cư mạng Trung Quốc ngày càng không mấy tin chính phủ, nghi vấn tội ác tương tự vẫn tiếp tục diễn ra trên đất nước này. Tuần qua, một trận mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở quận Cám Lan, thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây. Trận lũ đã khiến hơn 1.000 người bị mắc kẹt trong khu vực lũ phải chờ đợi giải cứu. Các trường tiểu học và trung học cơ sở phải đóng cửa. Một số nhân viên cứu hộ nói trận lũ thế kỷ. Một số dân mạng thì cho rằng chính sách thủy lợi của Trung Quốc có vấn đề. Các trận lũ thế kỷ liên tiếp xảy ra bởi một trận mưa vì con người đã ngạo mạn ngăn các dòng chảy và hồ trữ nước để làm thủy điện. Kiểu đầu trời đầu đất này luôn gây ra thảm họa khôn lường. Các cư dân mạng ở Trung Quốc thì cho rằng trận lũ ở Cám Châu là do con người gây ra. Chính phủ xả lũ không báo trước chứ không phải hoàn toàn do thiên tai. Theo một bản tin của đài truyền hình Trung Quốc CCTV cho biết, lượng mưa ở quận Ganxian, thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây đã đạt tới 365 mm. Lũ lụt đã bao vây ngôi làng ở huyện này. Khoảng gần 800 người đã bị mắc kẹt tại làng Trường Yên, thị trấn Hán Phương, huyện Ganxian. Đội cứu hộ địa phương đã khẩn trương đến hiện trường giải cứu người dân bằng dây thừng, xuồng và phao. Theo dự báo, mưa ở Giang Tây vẫn còn tiếp tục mạnh trong 8 ngày tới. Riêng khu vực Cám Châu vẫn có mưa to đến rất to trong thời gian ngắn. Trong ngày xảy ra lũ lụt, cảnh báo tín hiệu mưa bão màu đỏ đã được phát ra ở huyện Ganxian, thành phố Cám Châu. Cả thị trấn Hán Phương đã trở thành biển cả. Lở đất xảy ra ở nhiều đoạn của tỉnh lộ tuyến Thiện Nguyên, huyện Ganxian. Trong một đoạn video đăng tải cho thấy, cả ngôi làng chìm trong biển nước, chỉ có vài nóc nhà được nhìn thấy. Nhiều ngôi nhà hoàn toàn chìm nghỉm trong nước, không có bóng dáng con người trên biển nước này. Một người đàn ông trên xuồng được cứu hộ tại hiện trường cho biết, tại trại gà này, nước tràn vào gấp quá, nhìn đâu cũng thấy ngập hết, chỗ nào cũng bị nhấn chìm. Đây là đại dương bao la, cả nhà bị nhấn chìm, nguy hiểm lắm. Nhìn dòng nước này, rất gấp. Có thể thấy trong video 6 người dân trại gà đang chờ được chuyển đi. Người đàn ông nói, nghe nói là trận lũ lụt là trăm năm mới có một lần. Trong video, con đường chính trong thị trấn đã trở thành một dòng sông với sóng to và gió lớn. Nhiều ô tô bị nhấn chìm trong nước. Hiện Trung Quốc chưa đưa tin về số người thiệt mạng trong trận lũ lụt này, chỉ đưa tin có gần 1.000 người bị mắc kẹt và được giải cứu. Thưa quý vị, thảo luận trên các trang mạng xã hội, dân cư mạng Trung Quốc không tin rằng đây là tai nạn đến từ thiên nhiên, mà là hậu quả từ chính sách thủy lợi đấu trời, đấu đất, vốn lợi bất cập hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cư dân mạng bình luận. Chính sách thủy lợi của Trung Quốc chắc chắn có vấn đề thì lũ lụt mới xảy ra năm sau lớn hơn năm trước. Trận lũ lụt nào cũng trăm năm có một, ngàn năm có một. Trận lũ ngàn năm không gặp là bao nhiêu thế kỷ, không phải trăm năm mới gặp mà là gặp hàng năm. Nói trắng ra, nếu bạn nổi loạn, bạn có thể sống ở những nơi như Đài Loan. Cứ tiếp tục sống như thế này, thảm họa lũ lụt đến từ quy hoạch đất đai, quy hoạch đô thị, thiết kế thủy lợi, bảo trì xây dựng sẽ liên miên. Thiên tai lũ lụt năm nào cũng làm cho cuộc sống của người dân nô lệ khó khăn. Năm ngoái là trăm năm lẻ một năm. Hồ chứa xả nước mà không báo trước, họ thường xuyên làm như vậy. Có năm nào ở Trung Quốc chưa từng có trận lũ lụt lớn nhất trong một thế kỷ. Tất cả đều do thế lực bên ngoài và tự nhiên gây ra. Xả lũ mà không báo trước, lãng phí tính mạng và tài sản. Dự báo thời tiết của Trung Quốc đưa tin, Đài quan sát khí tượng Trung ương đưa ra cảnh báo mưa bão màu vàng vào lúc 6 giờ hôm thứ Ba. Dự kiến 8 giờ sáng thứ Ba đến 8 giờ sáng thứ Tư, Nam Giang Tây, Đông Nam Quảng Tây và hầu hết Quảng Đông, Trung và Nam Phúc Kiến, Đài Loan có mưa to đến rất to ở các nơi như đảo Hải Nam và Tây Vân Nam. Một số khu vực trên có mưa to trong thời gian ngắn, lượng mưa mỗi giờ lớn nhất từ 60 đến 90 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Xuất hiện mây đối lưu mạnh cục bộ như dông và gió giật mạnh. Gần đây mưa lớn đã xảy ra ở nhiều nơi trên đất liền của Trung Quốc, gây ra lũ lụt ở nhiều nơi. Một số video cho thấy vào hôm thứ Sáu tuần trước, tại Tương Tây tỉnh Hồ Nam có một trận mưa lớn, đường ray xe lửa bị ngập, toàn bộ hoa màu bị chìm trong nước lũ và mất sạch. Cư dân mạng cho biết, đây là lần đầu tiên tôi thấy mưa lớn như vậy trong hơn 20 năm. Hôm chủ nhật, lúc đó là nửa đêm ở Bắc Kinh, đột nhiên có gió lớn, mưa đá lớn, cây cối bị bật gốc. Hôm chủ nhật, một trận mưa lớn ở Long Thành, Quế Lâm và Quảng Tây đã khiến cho nước sông dâng cao. Từ thứ Tư đến thứ Năm, mưa lớn trên diện rộng đã gây ra lũ lụt ở Quý Châu và một người dân đã phải nhảy ra khỏi ô tô để thoát thân. Sáng sớm hôm thứ Ba, một trận mưa lớn cũng đã xảy ra tại Thâm Quyến, Quảng Đông, khiến cho nước ngập tại nhiều nơi. Hôm chủ nhật, cư dân mạng đăng tải đoạn video có tựa đề xả lũ khi đang mưa nhưng không nói rõ địa điểm. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua, sấm sét xuất hiện tại thành phố Thượng Hải đã đánh vào ngọn tháp truyền hình Minh Châu phương Đông Orenstal Beer Tower. Một số cư dân mạng cho rằng đây là kết quả của thiên nhiên nộ giận oán. Cũng có cư dân mạng thì cho rằng mục tiêu tiếp theo sẽ là Trung Nam Hải. Ngày hôm nay, đỉnh lũ số 2 trong năm nay đã hình thành trên sông Hoàng Hà. Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và những nơi khác sẽ có lượng mưa lớn nhất kể từ đợt lũ. Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, Thượng Hải có mưa bão và sấm sét liên tục.
đột nhiên một tia sét rạch ngang bầu trời giống như một thanh kiếm sắc và đánh xuống truyền hình Minh Châu Đông Phương, Oriental Bear Tower của Thượng Hải. Một nửa bầu trời đều sáng lên. Cùng ngày, đài quan sát khí tượng Thượng Hải cũng đưa ra cảnh báo tín hiệu màu cam đối với sấm sét. Thiết bị cung cấp điện của tuyến tàu điện ngầm số 17 Thượng Hải gặp sự cố do sét đánh, khiến một số chuyến tàu chạy với tốc độ hạn chế. Video trực tuyến cho thấy một số tia sét đã đánh trúng đỉnh tháp truyền hình Oriental Pier. Xung quanh nó có rất nhiều tia chớp khác kèm theo tiếng sấm rất lớn. Đối với sự việc này, cư dân mạng cho rằng đây là kết quả của thiên nộ dân oán. Các nơi quan trọng đã bị sét đánh, đây là một điểm không hay cho đảng. Sét ngày càng đánh vào nhiều địa điểm quan trọng, liệu mục tiêu tiếp theo sẽ là Trung Nam Hải? Một số cư dân mạng cho rằng mỗi lần Đảng Cộng sản Trung Quốc gây rối ở Hồng Kông thì sẽ có dị tượng xuất hiện ở đại lục. Lần trước Bắc Kinh mở hội nghị âm mưu ban hành luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông, đang ban ngày trời bỗng tối đen như mực, mưa bão gió rít. Hôm nay Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng luật an ninh quốc gia bắt giữ Jimmy Lai Snatchow và các nhà dân chủ khác tại Hồng Kông. Tháp truyền hình Minh Châu Đông Phương ở Thượng Hải đã bị sét đánh. Mà Hồng Kông có biệt danh là Hòn Ngọc Phương Đông, thiên nhân cảm ứng, làm điều ngang ngược, ắt sẽ gặp báo ứng. Kính thưa quý vị khán giả, thông tin Trịnh Châu che giấu số người chết vì lũ lụt nhanh chóng trở thành xu hướng tìm kiếm hàng đầu trên Weibo và cư dân mạng đã vô cùng phẫn nộ. Hình ảnh hài cốt của những người quá cố liên tục được tìm thấy trong đường hầm Sinkwang North Strait ở Trịnh Châu. Video quay cảnh khai quật hài cốt bị lộ. Vào đầu năm, quan chức này đã công bố báo cáo điều tra về thảm họa mưa bão nghiêm trọng ở Trịnh Châu. Theo báo cáo, tại thành phố Trịnh Châu đã có 380 người chết và mất tích do thiên tai, trong đó có 139 người được giấu ở các giai đoạn khác nhau, 75 người được giấu ở cấp thành phố, 49 người ở cấp quận và cấp thị trấn, nhưng báo cáo chỉ có 15 người. Báo cáo chỉ ra rằng sau khi thảm họa mưa xối xả xảy ra, Trịnh Châu đã không báo cáo số liệu thống kê theo quy định. Theo quy định của luật ứng phó khẩn cấp, quy định về ứng cứu thiên tai và quy định về phòng chống lũ lụt, thương vong do thiên tai gây ra phải được báo cáo theo từng cấp, theo hàng ngày, trước khi tình hình thiên tai ổn định. Từ ngày 25 đến ngày 28, thành phố Trịnh Châu không báo cáo số người chết và mất tích do thiên tai qua hệ thống báo cáo thiên tai trong 4 ngày liên tiếp. Thứ hai là cố tình cản trở việc báo cáo thông tin về số người chết, mất tích do thiên tai. Thành phố Trịnh Châu có thái độ tiêu cực đối với việc báo cáo thống kê số người chết và mất tích do thiên tai. Không những không tích cực triển khai điều tra, yêu cầu báo cáo kịp thời mà còn vi phạm quy định, yêu cầu phải xác minh rõ danh tính của nhân sự trước khi báo cáo, sử dụng nhiều lý do khác nhau để cản trở việc báo cáo thông tin. Thứ ba là che giấu, không khai báo những thông tin đã có trong tay. Từ ngày 25 đến ngày 29, tổng cộng có 116 người đã bị che giấu ở cấp huyện và tại thành phố Trịnh Châu. Đó không chỉ là những con số, mà nó còn là những cuộc đời, những gia đình đã từng hạnh phúc. Thông tin Trịnh Châu che giấu số người chết vì lũ lụt đã nhanh chóng trở thành xu hướng tìm kiếm hàng đầu trên Weibo và cư dân mạng đã vô cùng phẫn nộ. Sau đây là một số bình luận Weibo đã đăng tải: mạng người bị coi thường và con chó có can đảm. Tai nạn tàu điện ngầm đã khiến người ta phẫn nộ rồi, vẫn còn sự che đậy, thật không thể tin được. Đã là thế kỷ nào rồi mà còn có thể giấu giếm, vẫn là tỉnh lỵ, thực sự là quá tệ. Cán bộ chó gì, quả nhiên còn bại lộ, lẽ ra đã sớm bại lộ rồi. Trong đường hầm kinh quảng có bao nhiêu người, hy vọng con số chết này là con số cuối cùng có thể an ủi người còn sống. Thương tiếc nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, có quá nhiều người chết trong vụ tai nạn tàu điện ngầm. Thật nực cười khi nói rằng chính quyền địa phương không chịu trách nhiệm. Các quan chức nói chung là người da đen, không chỉ ở Trịnh Châu, có những quan chức như thế ở khắp mọi nơi ở Trung Quốc đại lục. Người đã nói sẽ che giấu dịch bệnh, cho dù có một hai cái, hắn cũng sẽ không tiết lộ cho người. Sẽ cách ly một mình người chữa trị nếu như dịch bệnh tràn lan. Đợt dịch bệnh này sẽ không rõ nguồn gốc, nó quá dễ dàng để che giấu. Đường hầm Bắc Kinh, Quảng Châu dài như vậy, tôi không tin vào số liệu chính thức tại thời điểm đó. Và trong những ngày cuối cùng của việc bơm đường hầm, có một nhân viên bảo vệ dọc theo đường vài mét, chỉ để ngăn mọi người đang xem. Tôi cũng nghe bạn bè nói rằng những công nhân vệ sinh xung quanh tàu điện ngầm nói rằng họ không phải là người đã chết. Những người báo cáo việc đó quá đáng ghét, họ phải chịu trách nhiệm nghiêm khắc. Lúc đó mẹ tôi hỏi tôi có phải con số được báo cáo là sai không, vì tàu điện ngầm rất đông người. Tôi cũng nói với mẹ rằng điều đó là không thể, sẽ không thể che giấu thông tin được. Nếu trong gia đình có người chết mà không làm, không xuất hiện trong danh sách, chắc chắn sẽ rắc rối. Bây giờ có vẻ như tôi không quá tin tưởng vào chính quyền địa phương. Tôi vẫn nhớ ngày đó Trịnh Châu nước đầy đến thắt lưng hoặc ngập đến đùi. Là một người lớn ở bên sông Hoàng Hà, tôi có thể cảm nhận được tác động của dòng nước, nó không tệ hơn lũ Hoàng Hà, nên lúc đó mới đưa ra số người chết như thế. Lúc đó tôi không tin, nhưng tôi thực sự không tin họ đã che đậy báo cáo. Chỉ riêng Trịnh Châu đã có hơn 300 người. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!